Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bầu cử Mỹ 2016 và đoạn kết buồn cho nhà Clinton Hiếm có ai hiểu về những cử tri đã không bỏ phiếu cho Hillary Clinton hơn cựu tổng thống và cũng là chồng bà Bill Clinton. Ông đã lớn lên cùng với họ và sau này cũng chính những nghiên cứu kỹ càng pha chút cuồng tín của Bill Clinton về nhóm người này đã chấp cánh cho sự nghiệp chính trị của ông. Vậy thì tại sao ở thời điểm hiện tại, Chính những người lao động Mỹ da trắng bình dân lại bỏ phiếu chống lại nhà Clinton. Cây bút David Maranis của Washington Post mới đây đã đưa ra những câu trả lời xuất sắc cho câu hỏi này. Sau mấy thập kỷ, nhà Clinton đã dịch chuyển từ tầng lớp da trắng bình dân sang vương quốc của giới tinh hoa, từ những chiếc bánh kẹp McDonald's lên chế độ ăn chay. Điều này khiến bà Hillary không có đủ khả năng hàn gắn vết nứt ngày càng toát ra trong lòng xã hội Mỹ. Cuối cùng thì Hillary Clinton đã thua cuộc trước đối thủ bất ngờ nhất, một ông trùm bất động sản giàu có đến từ khu thượng lưu Manhattan và dường như chẳng có điểm chung nào với các cử tri, trừ khả năng diễn tả chính xác sự bất mãn của họ. Bill Clinton lớn lên ở một vùng nông thôn nằm phía tây nam, bang Arkansas. Cha ông là một người chào hàng lưu động qua đời trong một tai nạn xe hơi từ trước khi Bill được sinh ra. Ông được nuôi dưỡng bởi mẹ và cha kế, người nghiện rượu, cờ bạc và thường xuyên ngược đãi mẹ con ông. Bill Clinton thường được mẹ gọi là búp ba, từ dùng để chỉ đứa con trai lớn gánh vác công việc trong gia đình. Bà thần tượng ca sĩ Elvis Presley và coi Bill là Elvis của mình. Hàng xóm của họ hầu hết là người da trắng, không có nhiều tiền và cảm thấy bị rớt lại phía sau là sóng thay đổi chóng mặt cả về kinh tế và xã hội của nước Mỹ. Nhiệm kỳ của ông chỉ kéo dài được 2 năm. Người dân Arkansas nghĩ rằng vợ chồng Bill Clinton quá quan cách và phớt lờ những nhu cầu thiết thực của dân chúng. Kế hoạch đánh thuế xe hơi dựa trên trọng lượng thay vì giá xe khiến những chiếc xe tải cũ kỹ của người nông dân phải chịu mức thuế cao hơn so với những chiếc xe pochi của giới nhà giàu, và do đó khiến uy tín của ông sụt giảm mạnh. Trong cuộc bầu cử chọn ra thống đốc bang năm 1980, Frank White được cho là một đối thủ nhẹ ký so với Bill và sẽ đưa bang này quay trở lại thế kỷ 19. Tuy nhiên, White đã tìm ra được cách dập tắt quan niệm này bằng lời hứa sẽ mang thời kỳ hoàng kim quay trở lại thông điệp tranh cử của ông kết nối được với nỗi thất vọng trong lòng nhiều cử tri da trắng, tương tự như cam kết giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại của Donald Trump. Bin và Hillary đã rút ra được những bài học quý báu từ thất bại khi còn trẻ, để sau này thành công vang dội khi quay trở lại Arkansas và lấy nơi này làm bàn đạp vươn tới Nhà Trắng. Trong kỳ tuyển cử kế tiếp vào năm 1982, ông đắc cử và đảm nhiệm chức vụ thống đốc trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp cho đến năm 1992 khi ông trở thành ông chủ Nhà Trắng. Hai vợ chồng trở thành cặp đôi đặc biệt trên chính trường Mỹ. Ba thăng trầm bê bối đã xảy ra nhưng họ vẫn vững vàng cho đến cuộc bầu cử vừa qua. Dưới thời Bill Clinton, kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt trội. Ông tìm ra cách đối thoại trực tiếp với các cử tri đoàn, tạo ra được một chiến dịch tranh cử lâu bền. Bốn nhiệm kỳ làm thống đốc bang Arkansas, Bill luôn tìm được con đường phù hợp dù nước Mỹ đi theo hướng bảo thủ hơn dưới thời cựu tổng thống Reagan. Đây cũng chính là bí quyết để ông chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1992 khi ông dựa vào nghiên cứu về những người ủng hộ Đảng Dân Chủ ở hạt Macomb, bang Michigan của chuyên gia thăm dò Stan Greenberg. Hạt Macomb là vùng ngoại ô tập trung nhiều người da trắng chỉ làm những công việc chân tay và cảm thấy bị lạc lõng giữa những làn sóng văn hóa mới nổi ở Mỹ, cũng như vật chất mưu sinh vì số việc làm trong ngày sản xuất giảm mạnh. Bin biết rằng có nhiều vùng tương tự như vậy trên khắp nước Mỹ, và ông đã vận dụng khéo léo những gì đã trải qua thời thơ ấu để lấy lòng công chúng. Khi đã vào Nhà Trắng, Bin vẫn sử dụng lợi thế này để gìn giữ mối kết nối với tầng lớp lao động da trắng, bên cạnh nhiều cách khác như ủng hộ cải cách hệ thống an sinh xã hội. Hai thập kỷ sau, khi Hillary cố gắng khôi phục huyền thoại nhà Clinton, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, cả ở nước Mỹ và ở ứng viên tổng thống. Trước khi trở thành ứng viên chính thức của Đảng Dân chủ, bà có nhiều kinh nghiệm hơn bất kỳ đối thủ nào, nhưng chính kinh nghiệm chính trường dày dặn lại làm bà khiến bà trở nên cứng nhắc trong con mắt đánh giá của những người dân Mỹ đang mong muốn một sự đổi thay. Hillary Clinton là một nhân vật đặc biệt được nhắc đến bằng tên chứ không phải bằng họ. Thông thường trong văn hóa Mỹ, cách gọi này nhằm thể hiện bản sắc rất riêng của một cá nhân. Còn trong trường hợp của bà, dù đã cố gắng cái tên Hillary khiến người ta liên tưởng đến một tấm kính vạn hoa nhiều màu sắc. Có một sự cộng hưởng phức tạp giữa vị thế là người phụ nữ đầu tiên trở thành ứng viên tổng thống, đại diện cho một trong hai đảng lớn và vai trò của Hillary trong gia đình mà người Mỹ coi là một vương triều chính trị. Hầu hết các đời tổng thống Mỹ gần đây, Richard M Nixon, đến Barack Obama và Bill Clinton đều có xuất thân rất đỗi bình thường và mang lại câu chuyện truyền cảm hứng họ không có khối tài sản kích xù hay huyền thoại danh giá hậu thuẫn sau lưng. Hillary cũng có khởi đầu như vậy khi sinh ra trong một gia đình trung lưu ở ngoại ô Chicago và mẹ của bà đã phải tự lập từ năm 14 tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp của bà lại luôn gắn liền với Bill Clinton, giống như George Bush tiếp bước cha mình vậy. Một trong những điều đặc biệt mà Trump làm được là đánh bại Jeb Bush và sau này là Hillary Clinton. Đánh bại không chỉ một mà là hai vương triều. Nhiều rắc rối của Hillary xuất phát từ chính người chồng của bà, từ những ảnh hưởng nhất định của một cựu tổng thống. Xét trên phương diện một ứng viên tổng thống, Bill là một người đầy sức hút và đối đáp tùy hứng, trong khi Hillary là người cẩn trọng và luôn đi theo khuôn mẫu. Nhớ về nỗ lực chung đầu tiên của hai người khi cùng tham gia một phiên dự án mô phỏng ở Đại học Yale, Bill xuất hiện với hình ảnh một người mềm mỏng, dễ gần và nhiều cảm xúc. Ông khiến bồi thẩm đoàn có cảm giác dễ chịu và chỉ phản ứng rất nhẹ khi kết luận khi đi đúng hướng mà ông muốn. Ngược lại, Hillary tỏ ra bình tĩnh và thận trọng, nhưng mỗi lời nói ra đều rất đánh thép. Một bạn học của hai người đưa ra một phép so sánh khá thú vị. Trong khi Bin xoa bóp ngón chân cho họ, Hillary thậm chí ít quan tâm đến việc đã dẫm lên chân họ. Chiến dịch tranh cử tổng thống không phải là phòng sự án, và sự đối lập quá lớn giữa hai người đã không giúp ích cho Hillary. Dù đôi lúc bê bối tình ái của Bin khiến Hillary trở thành một nhân vật được xã hội cảm thông, bà phải chịu nhiều tác động tiêu cực trong dài hạn Dường như Hillary đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc để tự phòng vệ cho mình sau nhiều năm cố gắng bảo vệ Bin và những mục tiêu chung của hai người. Mục tiêu của bà, một người từng hành nghề luật sư, là cố gắng hết khả năng có thể, theo nhiều cách khác nhau để đảm bảo chắc chắn nhà Clinton sẽ đứng vững trước những đợt tấn công dữ dội từ phe đối lập cánh hữu. Gần như mọi vấn đề tranh cãi xung quanh Hillary Clinton trong những năm vừa qua đều trở nên sáng tỏ nếu bạn nhìn chúng dưới lăng kính này. Năm 1993, Hillary khuyên pin lập hàng rào ngăn chặn báo chí khi vụ bê bối liên quan đến công ty bất động sản Whitewater bùng lên. Năm 1998, bà xuất hiện trên truyền hình để tuyên bố rằng chuyện tình ái giữa chồng mình và cô nữ thực tập sinh Lewinsky chỉ là một âm mưu được phe cánh hữu dựng lên nhằm chống lại chồng bà. Phải gồng gánh trên lưng quá nhiều câu chuyện khi quay trở lại đường đua, Hillary đã đuối sức và thất bại. Liệu có phải thành kiến về nữ giới đã khiến Hillary Clinton thua cuộc hay không sẽ là câu hỏi gây ra nhiều cuộc tranh cãi bất tận. Chỉ ít là cho đến khi cuối cùng cũng có một người phụ nữ trở thành tổng thống. Quay trở lại năm 1969, khi Hillary có bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở trường Willis Day. một người phụ nữ mà sau này trở thành một người bạn và đồng minh thân thiết của bà, Pulan Stone, đã có bài viết đăng trên tờ Atlantic nói về phong trào đấu tranh của nữ giới. Stone chia sẻ bà đã cảm thấy ngạc nhiên thế nào khi nhà tuyển dụng hỏi bà đã có người yêu chưa. Phân tích những tác phẩm của Ariston và Shakespeare, hay Samuel Johnson, Ralstio và Freil đã phủ nhận những giá trị của người phụ nữ theo nhiều cách khác nhau như thế nào. Bà còn viết về việc thật thiếu công bằng khi một người phụ nữ quá năng nổ lại bị coi là không quý phái. Tất cả những cảm xúc này lại quay trở về với Stone trong tuần trước khi bà theo dõi Hillary trong những ngày cuối cùng và hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra nhưng khoảnh khắc lịch sử mà Stern mong đợi đã trở thành nỗi thất vọng cay đắng. Bill Clinton có những rắc rối riêng của mình, nhưng chẳng bao giờ gặp phải vấn đề này. Trump, người đã công khai buông lời thoá mạ phụ nữ, lại chiến thắng. Nhưng có lẽ Bill không hoàn toàn ngạc nhiên về kết quả bầu cử. Trên suốt chặng đường đua, ông đã nhìn thấy những dấu hiệu. Ông hiểu rõ những người đã bỏ phiếu cho Trump và cả những người không chọn vợ ông mà chọn Bernie Sanders. Bill nhìn thấy sự giận dữ và cảm thấy những mối kết nối bị đứt đoạn nhưng ông không biết làm cách nào để có thể nối chúng lại mà không cần dựa vào chính sách mị dân hay chủ nghĩa dân túy. Đây là những thứ Hillary không giỏi. Nhà Clinton chẳng thể có cơ hội thứ hai, cuối cùng thì Donald Trump mới là chủ nhân của nhà trắng. Obama dọn sẵn cho Trump một cuộc chiến không khoan nhượng với Bắc Kinh. Quý vị và các bạn thân mến trong hai nhiệm kỳ của mình, Obama đã làm việc với chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và người kế nhiệm là ông Tập Cận Bình từ tháng 3 năm 2013. Nhà bình luận của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ông Kerry Huang đánh giá ông Obama nhìn chung đã duy trì được quan hệ đối tác tương đối ổn định và thân thiện giữa hai nước trong nhiệm kỳ đầu. Tuy nhiên, tình hình đã xấu đi nhanh chóng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, bắt đầu hai tháng sau khi Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo Trung Quốc. Obama và Tập Cận Bình đánh dấu khởi đầu lạc quan khi thỏa thuận về quan hệ nước lớn kiểu mới và xây dựng hình ảnh quốc tế mẫu mực về quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo thông qua cuộc gặp ở Sunnylands, California và ngoại giao tản bộ ở Trung Nam Hải. Thành tựu đáng kể nhất trong quan hệ Obama-Tập chính là lệ phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu hồi đầu tháng 9. Carrie Huang chỉ ra, Thời đại Obama tập cận bình sẽ kết thúc trong ngờ vực và bất ổn vào tháng 1 năm 2017, với bầu không khí căng thẳng ở Tây Thái Bình Dương cùng sự bất tín nhiệm leo thang ở hai lĩnh vực: địa chính trị và an ninh. Washington quan ngại trước sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của Trung Quốc về kinh tế, chính trị và quân sự. Chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trở nên quyết đoán hơn, đi cùng kế hoạch tăng cường quân sự ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa chủ yếu trong thời đại mới nhằm vào trật tự quốc tế giai đoạn hậu chiến tranh lạnh, dẫn chứng bằng việc ông Tập khôi phục các cơ chế kiểm soát chính trị nghiêm khắc từ thời Mao Trạch Đông, cũng như chính sách đối ngoại mang thái độ không thân thiện với phương Tây. Còn Bắc Kinh coi chiến lược xoay trục châu Á của Obama là nỗ lực ngăn cản Trung Quốc trỗi dậy. Tương tự, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP giữa Mỹ và 11 nước cũng bị Trung Quốc cho là để kiềm hãm ảnh hưởng kinh tế đang lên của Bắc Kinh theo ông hoàng cá tính và khuynh hướng tư tưởng của mỗi nhà lãnh đạo các mối quan tâm trong nước và sự biến đổi môi trường kinh tế địa chính trị thường tạo ra ảnh hưởng lên quan hệ ngoại giao giữa các nước ông cho rằng chính những biến động kịch tính từ các nhân tố trên là lý do dẫn đến sự thâm hụt lòng tin giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới kết quả là bắc kinh và washington ngày càng dành cho nhau những thái độ cứng rắn trong vài năm trở lại đây khi obama chỉ còn hai tháng cầm quyền hai nước chuẩn bị bước vào một thời kỳ mới của donald trump và tập cận bình hai nhà lãnh đạo sẽ phải tìm cách làm việc với nhau vượt qua khác biệt về hệ thống chính trị tư tưởng và các mục tiêu chiến lược để mỹ và trung quốc cùng tồn tại một cách hòa bình obama ra đi nhưng đã để lại một vũ đài dọn sẵn cho trump với xu thế đối đầu chính trị và chiến lược mỹ trung ngày một leo thang và căng thẳng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại